Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn sinh học khối lớp 8. Sau đây cô sẽ có một vài câu hỏi để kiểm tra xem là chúng ta còn nhớ gì về bài mà cô vừa dạy, bài số 51. Cơ quan phân tích thính giác hay không nha? Câu hỏi thứ nhất, mô tả cấu tạo của tai. Các em có thể tự trả lời và sau đó sẽ xem so sánh với đáp án của cô xem chúng ta có trả lời chính xác hay không ha. Rồi, các em nhìn hình ha, và các em cũng biết rồi là tai của mình gồm có 3 phần: tai ngoài, tai giữa, tai trong ha. Các bộ phận của tai gồm có vành tai ngoài, vành tai, ống tai và miệng nhĩ. Tai giữa thì gồm có chuỗi xương tai và vòi nhĩ, và tai trong thì gồm có ống bán khuyên, bộ phận tiền đình và ốc tai. Còn dây thần kinh số 8 không phải là bộ phận của tai trong ha, nó là một dây thần kinh nối phần ốc tai với lại cái vùng vỏ não tương ứng. Câu hỏi số 2, trình bày chức năng thu nhận kích thích sóng âm của tai. Mình sẽ thấy là sóng âm khi vào tai thì nó sẽ đi qua vành tai, ống tai, màng nhĩ, chuỗi xương tai, cửa bầu, chuyển động ngoại dịch và nội dịch, làm rung màng cơ sở trong ốc tai và kích thích cơ quan phúc ti xuất hiện xung thần kinh. Và xung thần kinh này sẽ theo dây thần kinh số 8 chuyển đến vùng thính giác, phân tích vùng thính giác sẽ phân tích và cho chúng ta biết được âm thanh vừa phát ra vừa nghe thấy là âm thanh gì. Rồi, sau khi chúng ta đã ôn lại bài cũ rồi thì chúng ta tiếp tục qua bài mới hôm nay. Các em mở cho cô sách giáo khoa trang 166, chúng ta qua bài 52, phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Bài này gồm có 3 phần ha, chúng ta vào phần 1 la mã. Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Ở phần 1 la mã này trong sách giáo khoa trang 166 nó sẽ có một cái bảng 52.1. Bảng này đã có sẵn các ví dụ. Bây giờ các em có thể mở sách ra và chúng ta lấy cái viết chì lên, chúng ta làm thẳng vào trong sách giáo khoa. Nên chúng ta đọc ví dụ và chúng ta chọn ví dụ đó thuộc loại phản xạ có điều kiện hay không điều kiện. Đây là bảng ví dụ 52.1 trang 166. Sau khi các em đã làm xong rồi thì bây giờ cô và các em sẽ cùng so sánh đáp án xem chúng ta đúng được những ví dụ nào nha. Ví dụ đầu tiên, tay chạm phải vật nóng rụt tay lại, đây là phản xạ không điều kiện. Đi nắng mặt đỏ gây mồ hôi vã ra, đây là phản xạ không điều kiện. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ, đây là phản xạ có điều kiện. Trời rét môi tím tái người run cầm cập và sởn gai ốc, đây là phản xạ không điều kiện. Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học, đây là phản xạ có điều kiện. Chẳng dạy gì mà chơi đùa với lửa, đây là phản xạ có điều kiện. Các em làm đúng hết hay không? Chúng ta qua phần tiếp theo nha. Như vậy thì thế nào là phản xạ không điều kiện? Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, hay còn gọi là phản xạ bẩm sinh ha, không cần phải học tập. Ví dụ của phản xạ không điều kiện là gì thì các em sẽ thấy là có rất là nhiều những cái ví dụ về phản xạ không điều kiện. Ví dụ như là mình nghe một cái tiếng động gì đó là mình sẽ quay đầu lại, hoặc là khi mà bị dùng tay vào trong cái vật nóng á, thì mình sẽ có phản xạ là kéo cái tay ra, hoặc là khi mà em bé khi mà nó đói không được cho bú nè, nó sẽ khóc thét lên, hoặc là em bé khi mà sinh ra là đưa cái miệng vào trong cái hố mẹ là em bé sẽ tự động mút được sữa. Đây là những phản xạ không điều kiện. Thế nào là phản xạ có điều kiện? Thì phản xạ có điều kiện là những phản xạ mà được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện. Tức là mình phải học
thì mình mới hình thành được những cái phản xạ này. Ví dụ khi mà mình đi dưới sân trường mà mình thấy có một bạn nào đó gọi tên mình, thì mình nghe đúng tên mình thì mình sẽ có cái phản xạ là quay đầu qua nhìn về phía người đã được gọi tên. Hoặc là khi mà trái bóng bay đến thì mình sẽ có phản xạ là đá trái bóng hoặc là né né để mà trái bóng không trúng mình. Hoặc là khi mà thầy cô vào lớp thì các em thấy là các em sẽ có cái phản xạ liền, đó là khi lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy là các em sẽ tự động các em đứng dậy liền. Đây là những ví dụ của phản xạ có điều kiện. Bây giờ các em chép cho cô cái phần ghi bài này vào trong tập bài học sinh học ha. Lưu ý là phần ví dụ chúng ta có thể ghi ví dụ của cô, hoặc chúng ta có thể ghi những cái ví dụ mà các em suy nghĩ ra và các em cô mới vừa trình bày ở trên, để các em có thể ghi vào cho ví dụ được phong phú ha. Mỗi em ghi cho cô 3 ví dụ nhé. Mỗi một phản xạ là 3 ví dụ nha. Rồi, như vậy thì mình sẽ nhớ giùm cho cô nè, phản xạ tự nhiên sinh ra đã có thì được gọi là phản xạ không điều kiện, còn phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể thì mình sẽ gọi đó là phản xạ có điều kiện. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần hai la mã, sự hình thành phản xạ có điều kiện. Một nhỏ, hình thành phản xạ có điều kiện. Cô giới thiệu các em, đây là một nhà sinh lý học thần kinh người Nga. Ông tên là Pavlov, và ông đã để biết được là phản xạ trong cái hình, có điều kiện hình thành như thế nào đó, thì ông có làm một cái thí nghiệm ở trên một con chó. Cô sẽ trình bày thí nghiệm cho các em nghe nha. Các em sẽ nhìn đây là bốn hình ha. Đầu tiên, để thành lập được phản xạ có điều kiện, đây là phản xạ có điều kiện tiết nước bọt khi có ánh đèn. Để thành lập được phản xạ này á, thì đầu tiên là ông sẽ cho con chó nó xem cái ánh đèn, không dẫn con chó nó vào trong cái phòng tối, và sau đó ông bật đèn bất thình lình, thì phản xạ của con chó là khi có ánh đèn thì nó sẽ quay mắt qua, nó hướng cái ánh mắt về phía ánh đèn. Và sau đó ông cái phản xạ tiếp theo của nó ở hình số 52.2, đó là khi mà ông cho nó ăn thì tự động cái nước bọt của nó sẽ được tiết ra. Và sau đó là ông cứ bật đèn rồi ông cho ăn nhiều lần thì ánh đèn nó sẽ trở thành cái tín hiệu ăn uống. Và sau đó thì chỉ cần ông bật đèn thôi, ông chưa kịp cho nó ăn thì nước bọt nó đã được tiết ra. Như vậy là phản xạ có điều kiện nó đã được thành lập. Vậy thì cái sự hình thành của phản xạ có điều kiện, cái gì của phản xạ có điều kiện này ở cái con chó nó sẽ diễn ra như thế nào, các em cùng theo dõi tiếp nha. Rồi, bây giờ các em nhìn đây, chúng ta trở lại cái phản xạ đầu tiên ha, là phản xạ định hướng với ánh đèn. Khi ông bật đèn, ánh đèn ở đây trong cái phản xạ này thì ánh đèn nó là kích thích có điều kiện, tức là khi mà ánh đèn nó bật thì phản xạ này nó mới được xảy ra, chúng ta gọi là kích thích có điều kiện. Thì các em sẽ thấy nè, khi đèn được bật nè, lúc này mắt cái con chó nó sẽ hướng cái ánh mắt về phía đèn, thì cái tế bào thụ cảm thị giác ở trong mắt của nó sẽ được kích thích chuyển thành xung thần kinh. Xung thần kinh này sẽ đi theo dây thần kinh số 2 về cái vùng thị giác ở thùy chẩm. Và lúc này vùng thị giác nó được hoạt động. Khi nó hoạt động ha, thì em sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một cái lệnh để làm cho cái cơ ở ngay cái cổ của nó quay về phía ánh đèn. Như vậy là đây là một phản xạ không điều kiện. Tiếp theo chúng ta qua phản xạ thứ hai là phản xạ tiết nước bọt với thức ăn. Thì các em sẽ thấy nè, khi mà người ta cho con chó nó ăn, thức ăn đi vào trong miệng, chạm vào trong lưỡi, thì lúc này cái xung thần kinh nó được tạo ra ngay chỗ những cái tế bào vị giác ở lưỡi, và nó dẫn cái xung thần kinh này vào trung khu tiết nước bọt, làm cho trung khu này nó hoạt động. Trung khu này hoạt động thì nó sẽ dẫn xung thần kinh đi vào trong vùng ăn uống ở vỏ não,
thì cái vùng ăn uống ở vỏ não nó cũng sẽ hoạt động. Trung khu tiết nước bọt nó làm cho nước bọt chảy ra. Như vậy, thức ăn khi chạm vào lưỡi thì nước bọt chảy ra. Đây là một kích thích không điều kiện. Và đây cũng là một phản xạ không điều kiện. Sự kết hợp kích thích như vậy thì cái sự thành lập phản xạ có điều kiện tiết nước bọt khi có đèn nó sẽ hình thành khi nào? Nó hình thành khi mà có cái sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện nhiều lần. Tức là sao? Mỗi khi ổng bật đèn, ổng bật đèn xong rồi thì ổng lại cho con chó nó ăn. Ổng bật đèn trước, sau đó ổng mới cho nó ăn. Thì khi ổng bật đèn rồi ổng cho ăn nhiều lần ổng lặp đi lặp lại như vậy, cứ lặp đi lặp lại liên tục, bật đèn rồi cho ăn, bật đèn rồi cho ăn một nhiều lần liên tục như vậy, thì ánh đèn nó sẽ trở thành cái tín hiệu của ăn uống. Tức là con chó nó nhìn vô ánh đèn này nó sẽ biết được là nó sắp được ăn. Vì sao nó biết được nó sắp được ăn? Bởi vì các em thấy nè, khi mà nó cái đèn nó được bật á, thì cái vùng thị giác ở thùy chẩm nó hoạt động. Khi nó được cho thức ăn ăn thì cái trung khu ăn uống nó vùng ăn uống á, ở vỏ não nó cũng sẽ được hoạt động, nước bọt nó được tiết ra. Do đó khi hai cái vùng ở vỏ não nó cùng hoạt động một lúc, vừa vùng thị giác mà vừa vùng ăn uống cùng hoạt động, thì cái tín hiệu nó sẽ được gặp nhau, nó hình thành giữa hai cái vùng này một cái đường liên hệ tạm thời. Ở đây các em sẽ thấy là đường liên hệ nó đang được hình thành nè. Rồi, và phản xạ có điều kiện tiết nước bọt sẽ được thiết lập khi mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì cái đường liên hệ tạm thời giữa hai cái vùng vỏ não là vùng thị giác ở thùy chẩm và cái vùng ăn uống của vỏ não, nó được hình thành hai cái đường, được hình thành cái đường liên hệ giữa hai vùng này luôn. Cho nên khi chỉ cần bật đèn thôi thì xung thần kinh nó đi từ phần thị giác đi vô trong cái vùng thị giác ở thùy chẩm, và nhờ cái đường liên hệ tạm thời này cho nên là xung thần kinh nó sẽ đi qua luôn cái vùng ăn uống luôn, và vùng ăn uống kích thích trung khu tiết nước bọt này luôn, làm cho trung khu này tiết ra nước bọt. Mặc dù là thức ăn chưa có được con chó ăn vào nhưng nước bọt nó cũng đã được chảy ra rồi. Đây, như vậy là phản xạ có điều kiện đã được thành lập, phản xạ có điều kiện tiết nước bọt khi có ánh đèn đã được thành lập. Hình thành một cái đường liên hệ một cách tạm thời. Ở đây sẽ có một cái bài tập nhỏ cho các em ha. Các em sẽ sử dụng những cái cụm từ ở phía trên khung, các em điền cho cô những từ thích hợp vào trong chỗ trống ở trong cái đoạn văn bên dưới. Điều kiện hình thành phản xạ có điều kiện phải có sự, số 1 chúng ta điền từ kết hợp sự kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện. Kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều kiện một thời gian ngắn. Tức là khi chúng ta bật đèn, kích thích có điều kiện đó, chúng ta bật đèn, chúng ta mới cho ăn. Quá trình kết hợp đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thực chất của việc hình thành phản xạ có điều kiện là sự hình thành đường liên hệ tạm thời nối các vùng của vỏ não lại với nhau. Đây cũng là phần ghi bài, các em chép cho cô phần ghi bài của sự hình thành phản xạ có điều kiện vào trong tập bài học sinh học nha. Rồi, như vậy thì phản xạ có điều kiện đã được hình thành nhờ sự xuất hiện của đường liên hệ tạm thời rồi. Như vậy tại sao mình lại gọi nó là tạm thời? Bởi vì vậy thì cái quá trình ức chế phản xạ có điều kiện xảy ra như thế nào? Rồi, câu hỏi dành cho các em nè. Trong thí nghiệm trên, nếu ta chỉ bật đèn mà không cho chó ăn nhiều lần thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Tức là mình bật đèn nhưng mình không cho nó ăn, và cứ thế mình lặp đi lặp lại nhiều lần, bật đèn không cho ăn, bật đèn không cho ăn, thì lâu dần con chó sẽ không tiết nước bọt nữa khi có ánh đèn.
À, tức là mình bật đèn lần thứ nhất mình không cho ăn thì nó vẫn tiết, lần thứ hai lần thứ ba nó vẫn tiết, nhưng mà có thể đến lần thứ năm lần thứ sáu lần thứ bảy thì nó không tiết nước bọt nữa. À, vậy thì do đâu mà nó lại không tiết nước bọt nữa khi có đèn? Vậy nếu như phản xạ có điều kiện không được thường xuyên củng cố thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Phản xạ có điều kiện hình thành sẽ mất dần do ức chế tắt dần. À, vậy thì ức chế phản xạ có điều kiện bằng cách là chúng ta phản xạ có điều kiện đó sẽ không được củng cố, tức là không lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, thì cái đường liên hệ tạm thời nối giữa hai cái vùng vỏ não đó nó sẽ mất đi. À, vì nó mất có thể mất đi khi chúng ta không củng cố, cho nên chúng ta mới gọi đó là đường liên hệ tạm thời. À, và nếu như chúng ta không lặp đi lặp lại thì nó mất đi, như vậy thì phản xạ có điều kiện cũng sẽ bị ức chế, là không tồn tại được nữa, mất đi. Vậy thì ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện là để làm gì? À, thứ nhất là đảm bảo cơ thể thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn luôn thay đổi. À, bởi vì khi mà môi trường thay đổi, điều kiện sống thay đổi thì chúng ta cần phải hình thành những cái thói quen khác phù hợp với môi trường sống và điều kiện mới hơn. Cho nên là chúng ta phải ức chế những cái thói quen cũ để hình thành những thói quen mới. À, và đồng thời là chúng ta cũng, ý nghĩa của sự hình thành ức chế là để hình thành nên những cái thói quen, những cái tập quán tốt. Bây giờ chúng ta qua phần ba la mã, so sánh các tính chất của phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện. Dựa vào sự phân tích của các ví dụ ở mục 1 và những hiểu biết qua ví dụ trình bày ở mục 2, mình hoàn thành cho cô cái bảng 52.2 trang 168 sách giáo khoa để so sánh tính chất của hai loại phản xạ có điều kiện và không điều kiện sau đây nha. Em sẽ mở sách giáo khoa trang 168 ra và các em làm cho cô cái bảng 52.2 trong sách luôn. Và sau đó chúng ta sẽ cùng so sánh với đáp án của cô. Rồi đây là bảng. À, từ chúng ta cần điền nè, cái thứ nhất là chúng ta thấy đây là sự khác nhau giữa hai phản xạ. Phản xạ không điều kiện, cái khác nhau thứ nhất là trả lời cái kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện, còn ở phản xạ có điều kiện là trả lời kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện. Thứ hai, phản xạ không điều kiện là bẩm sinh, tức là sinh ra là đã có sẵn những phản xạ không điều kiện rồi. À, phản xạ có điều kiện thì sao ha? À, được thành lập ngay trong đời sống, tức là bảo mỗi bản thân mỗi người sẽ tự thành lập. Tính chất của phản xạ không điều kiện bền vững, tức là khi mà chúng ta sinh ra chúng ta có sẵn những phản xạ không điều kiện nào thì chúng ta sẽ giữ vững những cái phản xạ không điều kiện đó cho đến khi nào chúng ta mất đi thì thôi. Còn với cái phản xạ có điều kiện á, thì nếu như chúng ta không củng cố, tức là chúng ta không lặp đi lặp lại những phản xạ đó nhiều lần đó, thì phản xạ có điều kiện sẽ tự động mất đi. Với phản xạ không điều kiện, cái tính chất thứ tư nè là có tính chất di truyền, tức là nếu như mà ba mẹ mình có những phản xạ không điều kiện nào thì mình cũng sẽ có những phản xạ không điều kiện đó. Thứ hai là mang tính chất chủng loại, tức là tùy theo loài, cái loài của mình có phản xạ không điều kiện nào thì mình sẽ có những phản xạ không điều kiện đó như cái loài của mình. À, loài người có những phản xạ không điều kiện riêng, các loài khác có phản xạ không điều kiện riêng. Ví dụ như là ở loài nhím ha, các em thấy là khi mà gặp những cái nguy hiểm thì nhím sẽ tự động thu mình lại và xòe những cái lưng lên. Hoặc là con mèo khi mà nó nhảy mà nó gặp va chạm mạnh đó, thì nó sẽ cong cái lưng lại. Đây là những phản xạ có không điều kiện đó, mang cái tính chất là tùy theo loài. Còn với cái phản xạ có điều kiện thì sao ha? À, thứ nhất là không di truyền, tức là không phải ba mẹ mình có những phản xạ có điều kiện đó thì mình có những phản xạ có điều kiện đó. Thứ hai đây là có tính chất cá thể, là mỗi một cá nhân chúng ta có những phản xạ có điều kiện khác nhau tùy vào cái mức độ học tập, mức độ hình thành thói quen, mức độ tập luyện của mình. Tính chất thứ năm nè, ở phản xạ không điều kiện nè, số lượng có hạn. À, tức là chúng ta chỉ có một số lượng những phản xạ không điều kiện có sẵn mà thôi. Còn với phản xạ có điều kiện là số lượng không hạn định, tức là tùy theo bản thân mỗi cá nhân
Nếu chúng ta mà chúng ta học tập được, chúng ta hình thành được bao nhiêu thói quen tốt, đó là tùy theo cá nhân của mỗi mỗi một bạn. Tính chất thứ sáu, ở phản xạ không điều kiện là cung phản xạ đơn giản. Ở phản xạ có điều kiện là hình thành cái đường liên hệ tạm thời. Với tính chất thứ bảy thì phản xạ không điều kiện, trung ương nó sẽ nằm ở trụ não và tủy sống. Còn phản xạ có điều kiện thì trung ương sẽ nằm ở ngay vỏ não, tức là những cái vùng mà chúng ta đã học ở phần bài đại não á, nó sẽ điều khiển những cái phản xạ có điều kiện của bản thân mình. Vậy phản xạ có điều kiện và không điều kiện á, nó có những điểm khác nhau nhưng mà nó vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Vậy nó có cái là mối liên hệ nào? Thì các bạn sẽ thấy nè, phản xạ có điều kiện, không điều kiện nó là cơ sở để thành lập phản xạ có điều kiện. Và phải có sự kết hợp giữa một kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện, trong đó kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều kiện một thời gian. Đây cũng là phần ghi bài của các em ha, các em chép cho cô cái bảng 52.2 là cái bảng ở trên màn hình này vào trong phần bài tập sinh bài học sinh học giùm cô nha. Là bây giờ chúng ta thử chúng ta xem là chúng ta còn chúng ta xác định những cái phản xạ đúng hay sai nha, một bài tập nhỏ dành cho các em. Phản xạ thứ nhất nè, nếu bị dí tay vào mắt, mắt chúng ta sẽ tùy vào mắt của mỗi bạn ha, các bạn là sẽ nheo mắt, chúng ta sẽ nheo lại, đây là phản xạ không điều kiện. Phản xạ tập thể dục vào buổi sáng khi nghe tiếng nhạc tập thể dục, đây là phản xạ có điều kiện. Bởi vì mà chúng ta nghe quen cái tập thể dục cái nhạc đó và chúng ta có đứng dậy tập thể dục, chúng ta có thức dậy để chúng ta thể dục vào buổi sáng thì chúng ta nghe cái nhạc đó là chúng ta tự động chúng ta thức dậy chúng ta tập. Còn ai mà không hình thành thói quen tập buổi sáng, tập thể dục buổi sáng khi nghe nhạc đó thì chúng ta sẽ không có phản xạ này, do đó phản xạ này thuộc phản xạ có điều kiện. Nếu đã một lần ăn khế chua và về sau khi thấy khế chua, chỉ cần thấy khế chua thôi là chúng ta sẽ tùy bạn ha, có bạn là sẽ chảy nước bọt, có bạn thì sẽ nhăn mặt, có bạn thì sẽ chép miệng, thì đây chính là phản xạ có điều kiện. Vì sao có điều kiện là bởi vì chúng ta đã ăn một khế chua một lần, tức là chúng ta đã học tập, chúng ta đã trải qua cái kinh nghiệm ăn khế rồi thì chúng ta mới biết được vị chua của khế, cho nên khi mà thấy khế mặc dù chưa ăn thì chúng ta cũng đã chảy nước bọt. Còn đối với những người nào, những bạn nào không bao giờ chưa ăn qua cái khế thì chúng ta sẽ không hình thành được cái phản xạ này, do đó phản xạ này chính là phản xạ có điều kiện. Phản xạ bú ở trẻ mới đẻ, đây là phản xạ chắc chắn là không điều kiện, bởi vì nó không cần phải học tập gì hết mà nó có sẵn khi mới sinh ra. Phản xạ thứ năm, phản xạ xếp hàng vào lớp, đây chắc chắn là một phản xạ có điều kiện, bởi vì chúng ta đã được học tập khi mà vào trường lớp là phải xếp vào trường phải xếp hàng ha, cho nên là cái phản xạ chúng ta đã học tập qua. Em làm đúng hết hay không? Chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Các em nhìn 6 hình ở trên màn hình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta thử xác định xem đâu là phản xạ có điều kiện và đâu là phản xạ không điều kiện nha. Đầu tiên, ví dụ đầu tiên nè. Hắt xì hơi. Hắt xì, đây là viết phản xạ không điều kiện. Tập viết, chắc chắn đây là phản xạ có điều kiện vì phải qua học tập. Buồn ngủ, đây là phản xạ không điều kiện ha, vì khi sinh ra là cũng đã có sẵn cái trạng thái buồn ngủ rồi. Ngáp chắc chắn là phản xạ không điều kiện. Học đánh vi tính, đánh máy, đây là phản xạ có điều kiện. Và cuối cùng là đi xe máy, đi đường xe máy, đây là phản xạ có điều kiện vì chúng ta phải qua việc học tập. Tiếp tục câu hỏi, đặc điểm của phản xạ không điều kiện là gì? Chúng ta chọn cho cô những câu trả lời đúng ha. A là bền vững, B là không di truyền, C là phải qua quá trình luyện tập, D là mang tính chất cá thể. Câu trả lời đúng là câu A, phản xạ không điều kiện là một phản xạ rất bền vững, không mất đi theo thời gian. Câu 2, ví dụ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện? Câu trả lời đúng là
Ô A, tay chạm vật nóng, rụt tay lại. Ô B, trời rét, môi tím tái, người run cầm cập và sợ gai ốc. Ô C, quan ngã tư thấy đèn đỏ, vội dừng xe trước vạch kẻ. Ô D, đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra. Câu trả lời đúng sẽ là câu C, quan ngã tư thấy đèn đỏ, vội dừng xe trước vạch kẻ. Bởi vì đây là một phản xạ mà chúng ta phải được học tập rèn luyện thì chúng ta mới biết được cái thói quen tốt này. Câu 3, đặc điểm của phản xạ có điều kiện là: câu A, có tính chất đặc trưng cho loài. Câu B, có tính bẩm sinh. Câu C, di truyền được qua thế hệ sau. Và câu D, dễ mất đi nếu không được củng cố. Chắc chắn câu trả lời sẽ là câu D. Nếu chúng ta không lặp đi lặp lại nhiều lần thì phản xạ có điều kiện sẽ bị mất đi do mất đường liên hệ tạm thời. Bài học đến đây là hết. Dặn dò cho cô ở phần cho các em ở phần này là: thứ nhất là các em chép cho cô các cái phần ghi bài và phần bài học sinh học. Cái thứ hai nữa là các em sẽ xem tất cả những cái bài mà chúng ta đã học trực tuyến từ lúc chúng ta học từ bài 39 cho đến bài 52 này, và chúng ta xem là chúng ta có những cái phần nào thắc mắc, chúng ta sẽ ghi nhận lại để tuần sau khi mà chúng ta bước vào trường gặp lại các thầy cô thì chúng ta sẽ hỏi những cái phần thắc mắc của mình để mà chúng ta hoàn thành các cái bài học cho thật là tốt, chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra học kỳ 2 các em nhé. Chúc các em sẽ thật là khỏe mạnh và vui vẻ để chúng ta cùng gặp nhau ở khi tuần sau ha. Mến chào các em.